Dây chuyền đóng đồ uống tự động này trị giá 14 tỷ đồng. Sau vài năm vận hành, năm nay doanh nghiệp mới có lãi. Sản phẩm của họ chủ yếu là nước ép có nguồn gốc từ hoa quả thiên nhiên như loại chanh leo, cam, vải. Với mỗi một sản phẩm nước ngọt có đường như thế này, hiện nay doanh nghiệp đang bán ra ngoài là 5.400 đồng. Và theo đại diện của doanh nghiệp thì họ cũng chỉ có lãi từ 200 đến 300 đồng trên mỗi sản phẩm như này thôi. Chính vì vậy mà khi bị đánh thuế tiêu thụ đặc biệt ấy, thì họ buộc sẽ phải tăng giá thành sản phẩm. Và nếu không thì mọi hoạt động của họ sẽ phải dừng lại như cái dây chuyền này. Lợi nhuận của nhà máy là rất là thấp. Nó chỉ khoảng 2 đến 5% thôi, thậm chí là có những sản phẩm là doanh nghiệp sản xuất là chỉ lấy hòa vốn thôi, chỉ lấy công ăn việc làm cho người lao động thôi. Chứ bây giờ mà đánh thuế tiêu thụ đặc biệt vào thì bắt buộc là doanh nghiệp là phải lương giá thành lên. Mới đây, Hiệp hội sữa Việt Nam cũng có văn bản kiến nghị tới Bộ Tài chính, trong đó nêu rõ sữa và các sản phẩm từ sữa giúp nâng cao sức khỏe cho toàn dân và giảm tình trạng suy dinh dưỡng, thấp còi ở trẻ em. Chưa có cơ sở khoa học nào cho thấy có hệ quả giữa việc uống sữa và béo phì. Vì vậy, dự thảo luật cần phân loại rõ các đồ uống có đường để đánh thuế, tránh áp thuế các sản phẩm từ sữa. Phải loại trừ các cái sản phẩm sữa, sản phẩm của sữa và các cái sản phẩm dinh dưỡng khác không đưa vào trong nhóm thuế tiêu thụ đặc biệt ở lần này. Nếu mà bây giờ đánh thuế để mà làm tăng giá sữa thì bây giờ ví dụ một tháng tôi mua sữa cho con 4-5 lần thì tôi chỉ còn mua có thể được 3 lần thôi. Theo các chuyên gia, thời điểm này chưa phải là phù hợp để mở rộng đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Tôi mong rằng là Bộ Tài chính, Ban soạn thảo thì cần phải cân nhắc đánh giá kỹ lưỡng về cái thời điểm soạn thảo dự luật, trình dự luật. Cần phải cân nhắc kỹ về cái việc tăng thuế trong giai đoạn hiện nay khi mà nền kinh tế đang có những cái dấu hiệu nó không hề lạc quan. Tình hình sản xuất kinh doanh cũng rất là nhiều cái khó khăn. Nhiều ý kiến cũng cho rằng có thể áp thuế theo tỷ lệ phần trăm đường trong sản phẩm giống như đang áp dụng đánh thuế cho bia rượu hiện nay và loại trừ các sản phẩm thiết yếu hàng ngày như sữa.